Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả Giang Nam đăng hai kỳ trên báo Nhân dân có tiêu đề chung là Sáng tạo từ tài nguyên di sản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm gần đây, các hoạt động sáng tạo phát huy giá trị di sản đã và đang diễn ra sôi động đem lại giá trị kinh tế thông qua các sản phẩm công nghiệp văn hóa đồng thời khẳng định bản sắc dân tộc trong các sản phẩm tác phẩm đương đại nhưng nhận thức về sáng tạo phát huy giá trị di sản lại chưa theo kịp thực tế mỗi khi có những sản phẩm tác phẩm hình thành trên cơ sở sáng tạo di sản lại xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều do đó rất cần những nhận thức mới và các giải pháp khơi dòng cho hoạt động này nhiều người vẫn còn nhớ, năm 2016, khi vở diễn Tứ phủ của đạo diễn Việt Tú được công diễn trên sân khấu, dư luận đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Bên cạnh ý kiến ủng hộ, không ít người đã e ngại, đó là hành vi sân khấu hóa một loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Dù ban đầu có nhiều nghi ngại, song sau đó, thành công của vở diễn Tứ phủ ở trong nước và nước ngoài khiến nhiều người đã thay đổi tư duy thừa nhận tính hợp lý và giá trị nghệ thuật của vở diễn. Nhiều chuyên gia đánh giá tứ phủ là một hình thức sáng tạo đáng khích lệ với di sản tín ngưỡng thờ mẫu. Trong đó, đạo diễn và các diễn viên lược đi yếu tố tâm linh, chú trọng khai thác phần diễn sướng, âm nhạc trong hầu đồng. Tương tự như tín ngưỡng thờ mẫu, Cồng Chiêng Tây Nguyên vốn được xem là phương tiện để đồng bào giao tiếp với thần linh trong các lễ hội. Cụ thể, Tương ứng với một nghi lễ sẽ có những bản cồng chiêng riêng. Các nghi lễ lớn như đâm trâu, lễ bò mả hay lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới, lễ dựng nhà, lễ thổi tai đều có bản nhạc riêng. Gần đây một số nghệ nhân còn sáng tác những bài chiêng mới, khi đó cồng chiêng được sử dụng đơn thuần như một loại nhạc cụ biểu diễn. Đó cũng chính là sáng tạo di sản. Dù có những ý kiến trái chiều nhưng đến nay, rõ ràng không thể phủ nhận sự lan tỏa, phổ biến của cổng chiêng Tây Nguyên trong cộng đồng và xã hội, một phần là nhờ chính những đội biểu diễn cổng chiêng phục vụ du lịch. Lĩnh vực di sản văn hóa vật thể, cụ thể là các di tích, việc sáng tạo tưởng chừng là điều xa lạ khi di tích phải bảo tồn nguyên trạng. Nhưng thực tế, những hoạt động sáng tạo đã và đang đem lại cho di tích một sinh khí mới di tích văn miếu quốc tử giám hà nội từng nhiều năm hoạt động gần như đóng khung với cách khai thác sáng mở tối đóng để phục vụ khách tham quan thì hiện nay đã chuyển mình thành một không gian văn hóa là nơi diễn ra nhiều hoạt động tương tác với cộng đồng để truyền tải lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống hiếu học đến cộng đồng đặc biệt ở đây tổ chức nhiều chương trình giáo dục di sản cho học sinh thông qua những hoạt động vừa học vừa chơi những hoạt động này đã thay đổi hẳn tính chất hoạt động của một di tích. Cũng ở Hà Nội, một di tích đã chuyển mình thành một không gian sáng tạo thu hút nhiều du khách tìm đến là Đỉnh Nam Hương nằm trên phố Hàng Trống, nơi có dòng tranh dân gian Hàng Trống nổi tiếng. Sau khi được tu bổ cải tạo, tầng 2 của Đỉnh Nam Hương là không gian tâm linh và tầng 1 nay trở thành không gian tương tác, triển lãm giới thiệu những hoạt động văn hóa truyền thống. Sản phẩm của dự án là hàng chục bức tranh sử dụng chất liệu sơn mài, lụa, lấy cảm hứng từ tranh hàng chống, khai thác các họa tiết tranh hàng trống. Trong năm 2022, dự án này được nối tiếp bằng những sáng tác mới được trưng bày trong dự án Hồ Lão Phố. Những tác phẩm tranh lụa, tranh sơn mài khai thác những góc cạnh khác nhau của hình tượng hồ trong tranh hàng trống vào sáng tác mới. Tương tự, nhiều di tích như Hoàng thành Thăng Long, thành cổ Cổ Loa không đơn thuần hoạt động như những di tích mà là nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục di sản. Những hoạt động này giúp di sản trở nên sống động, gần gũi với cộng đồng. Thực tế nhiều hoạt động sáng tạo di sản trong thời gian đầu thường bị dư luận phản ứng, nghi ngờ về thành công hay lo ngại về việc sân khấu hóa hay làm biến dạng di sản. Nguyên nhân của tình trạng này là do từ lâu khi nhiều người thường đóng đinh di đi sản với khái niệm bảo tồn tuy nhiên trong suốt tiến trình lịch sử của mình bất kỳ di sản nào cũng trải qua quá trình hình thành phát triển di sản quan họ bắc ninh không có hàng chục làn điệu hàng nghìn bài với các lề lối sinh hoạt ngay từ khi ra đời hệ thống làn điệu bài hát các lề lối quan họ đã được bồi đắp qua năm tháng quá trình đó chính là sự sáng tạo của chủ thể di đi sản điều này còn rõ nét đối với những di sản là chi thức dân gian ở các làng nghề Quá trình lao động sáng tạo giúp cộng đồng tích lũy kiến thức, từ đó có những điều chỉnh về kiểu dáng mẫu mã qua từng thời kỳ khác nhau. Làng gốm cổ Bát Tràng cũng là một thí dụ. Để có những nước men, mẫu gốm chinh phục trong nước và quốc tế, gần 10 thế kỷ tồn tại là một quá trình sáng tạo không ngừng. Nếu chỉ duy trì những mẫu mã cổ thì chắc chắn gốm Bát Tràng không thích ứng được với cuộc sống hiện đại ngày nay. Hay với tranh làng Sình, Huế vốn là dòng tranh tâm linh, nhưng những sáng tạo của nghệ nhân làng tranh đã giúp tranh làng sình trở thành một sản phẩm lưu niệm hấp dẫn của xứ Huế. Nếu như trước đây giao lưu văn hóa chưa mạnh mẽ, sự sáng tạo chủ yếu nằm trong khuôn khổ kế thừa tiếp nối, thì ngày nay phương thức sáng tạo di sản đa dạng hơn với các thủ pháp được ứng dụng phổ biến như mô phỏng hóa, nghệ thuật hóa, kết nối, sâu chuỗi các di sản khai thác một số yếu tố của di sản để tạo ra sản phẩm, tác phẩm mới, sử dụng những kỹ thuật cổ truyền để tạo sản phẩm, tác phẩm, tái hiện, trình diễn, tích hợp những hoạt động, những giá trị mới vào di sản. Trong số này có những tác phẩm nghệ thuật thành công trên cơ sở ứng dụng tổng hợp nhiều thủ pháp vừa sân khấu hóa, vừa khai thác một số loại hình di sản, vừa trộn các loại hình di sản để tạo ra sản phẩm tác phẩm như các vở diễn thực cảnh, tinh hoa bắc bộ, ký ức Hội An. Những vở diễn này đem đến cho công chúng những trải nghiệm đắt giá cả về nghệ thuật lẫn giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, các di sản xưa kia thường mang tính cộng đồng, những sáng tạo cũng thuộc về tác giả là cộng đồng. thì ngày nay những sáng tạo thường mang đậm tính cá nhân. Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Công nghiệp văn hóa được xác định gồm các lĩnh vực quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn hóa. Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn bản sắc văn hóa phát triển công nghiệp văn hóa. Điều này đang đặt ra những yêu cầu nhận thức và nhiệm vụ quan trọng đối với sáng tạo đi sản. Bởi chỉ có sáng tạo đi sản, chúng ta mới có thể tạo ra những sản phẩm, tác phẩm của công nghiệp văn hóa mang bản sắc, đồng thời lại có thể gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa. Mặt khác, do sự thay đổi về tốc độ sáng tạo, các thủ pháp sáng tạo cũng như yêu cầu về dấu ấn thương hiệu, dấu ấn cá nhân, sáng tạo đi sản rất dễ dẫn đến nguy cơ làm sai lệch di sản, thay đổi nhận thức của công chúng về di sản nếu không có phương pháp đúng, nếu không định hình một không gian đối với loại hình sáng tạo này. Thời gian gần đây, việc khai thác tranh dân gian vào mỹ thuật ứng dụng và sáng tạo nghệ thuật ngày càng phổ biến hơn, nhất là trong giới trẻ. Nhiều nhóm bạn trẻ đã ứng dụng tranh hàng chống, tranh đồng hồ vào thiết kế bao bì thiết kế thời trang hay vẽ lại tranh hàng trống bằng chất liệu và góc nhìn mới. Có một họa sĩ nổi danh đã rất thành công khi chú trọng khai thác những hình tượng, họa tiết tranh dân gian để đưa vào tác phẩm của mình. Với tranh hàng trống là hình tượng thần giữ cửa, hồ, cá chép, công, các họa tiết hoa lá. Với tranh đồng hồ là hình ảnh quen thuộc của cô bé ôm gà, cô bé ôm vịt, gà trống, lợn đàn, đám cưới chuột và nhiều họa tiết khác được khai thác với mật độ dày đặc để đưa vào tranh. Điều này đã giúp tác giả tạo nên một phong cách riêng, thu hút được nhiều nhà sưu tập tranh trong nước và nước ngoài, góp phần đưa nét đẹp của tranh dân gian Việt Nam đến với cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thành công, cũng có những sáng tạo của không ít tác giả đã gây bức xúc trong cộng đồng và giới phê bình. Chẳng hạn nhiều hình ảnh tiêu biểu của nghệ thuật dân gian lại được đưa vào những bức tranh thể hiện hình ảnh cô gái khỏa thân hay những bức tranh trai gái trong những tư thế dung tục. Trang phục truyền thống cũng là một di sản được nhiều bạn trẻ quan tâm tìm cách đưa trở lại cuộc sống và đã tạo nên một trào lưu sôi nổi. Từ trào lưu này, cộng đồng biết đến trang phục truyền thống của người Việt không chỉ là áo dài, áo tứ thân với nữ giới áo the khăn xếp với nam giới mà còn nhiều loại trang phục khác. Đi kèm với trào lưu này là một trào lưu cổ phục cách tân. Trào lưu này đã làm xuất hiện không ít thảm họa cổ phục. Điển hình của những thảm họa cổ phục là sự cắt xẻ quá táo bạo khiến cổ phục trở thành những trang phục cuốn cỡn, hở hang. Chưa kể việc phối hợp nhiều đường nét trang trí kiểu phương Tây cũng khiến trang phục trở nên kịch cỡm. So với nhiều loại hình đi sản khác dân ca quan họ trải qua một quá trình sáng tạo liên tục và lâu dài ngay cả trong thời kỳ di sản văn hóa chưa được quan tâm như thời kỳ chiến tranh hay bao cấp trong đó có quãng thời gian không ít nhạc sĩ cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư thi nhau đặt lời mới cho quan họ cùng với đó là sự ra đời của quan họ đoàn quan họ đài làm thay đổi không ít sinh hoạt văn hóa quan họ chúng ta biết rằng quan họ bắc ninh được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không phải chỉ ở yếu tố âm nhạc mà là toàn bộ không gian sinh hoạt văn hóa quan họ từ những phong tục tập quán lề lối quy định rồi mới đến các câu ca làn điệu thế nhưng sự lạm dụng quan họ biểu diễn quan họ sân khấu vốn chỉ khai thác yếu tố âm nhạc được thực hiện bởi ca sĩ chuyên nghiệp đã khiến không ít người hiểu lầm về văn hóa quan họ thậm chí đây cũng là tác nhân khiến quan họ cổ dần mai một khi nhiều người mải chạy theo quan họ biểu diễn mà không tìm hiểu quan họ nguyên bản. Chưa kể, không ít bài quan họ lời mới cũng không kế thừa được sự tinh tế, ý nhị trong các câu ca xưa. Những năm gần đây Bắc Ninh đầu tư khôi phục quan họ, tìm những nghệ nhân để sưu tầm các làn điệu, câu hát, khôi phục các canh hát cổ, khôi phục quan họ mộc không có nhạc đệm. Khi đó quan họ biểu diễn đóng vai trò như một phương tiện để quảng bá tốt hơn cho di sản, khai thác trong hoạt động du lịch văn hóa. Mỗi di sản đều nằm trong dòng chảy chung của văn hóa dân tộc, do đó bên cạnh nắm vững nội hàm giá trị của di sản cụ thể, còn phải có nhận thức sâu sắc về những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc. Nếu hai yếu tố nêu trên là điều kiện cần, thì đây là điều kiện đủ để sáng tạo di sản, bảo đảm được yếu tố kế thừa, phát huy giá trị văn hóa cổ truyền, hình thành nên những giá trị văn hóa mới có tính dân tộc và tính thời đại. Việc nhận thức sâu sắc về giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc là cơ sở để các nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp nhận các luồng văn hóa thế giới một cách chọn lọc, tìm ra những yếu tố phù hợp để tạo ra tác phẩm, sản phẩm mới góp phần làm phong phú và nâng tầm di sản. Đối với di sản văn hóa vật thể, việc tích hợp những sáng tạo phải được lựa chọn phù hợp lịch sử, bối cảnh không gian của di sản các hoạt động sáng tạo được tích hợp nên là những hoạt động văn hóa truyền thống sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa để có tính cạnh tranh công nghiệp văn hóa cần phải có bản sắc riêng bản sắc không gì khác hơn là xây dựng trên nền tảng văn hóa dân tộc trong đó có di sản để có sản phẩm dịch vụ mang bản sắc phải trải qua quá trình sáng tạo do đó việc định hình những đường hướng khuôn khổ trong hoạt động sáng tạo di sản là hết sức cần thiết giúp việc sáng tạo thật sự làm giàu thêm giá trị di sản, đem lại giá trị kinh tế cho xã hội cộng đồng, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang tính dân tộc và thời đại. Đồng thời ngăn chặn những nguy cơ có thể xảy ra như làm biến dạng, sai lạc hoặc làm mất đi giá trị di sản. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.